vực trung tâm thương mại Ginza. Bây giờ đã là khoảng 5 giờ 15 rồi nhưng mà lượng người đi mua sắm đi quanh khu vực này vẫn rất là đông. Đúng là không thể nào hiểu được. Khu vực này đúng là cái khu vực vui chơi giải trí của người Tokyo ấy. Khoảng thời gian mà giao thông xe cộ được lưu hành trở lại, làm cho con phố này càng ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn. Ánh đèn từ ô tô, người quá đông đúc. Phố Ginza này buổi sáng hay là buổi tối thì trông cũng đều đẹp cả. Con phố này là phố sang trọng, sang chảnh nhất của Nhật Bản. Ai muốn mua sắm thì nhất định phải đến cái phố này để mua sắm. Tâm thương mại ở trên phố Ginza này nhiều vô kể. Nội trong một ngày không thể nào mà đi hết được toàn bộ tất cả những cái trung tâm thương mại đó ở đây trong một ngày. Chắc là cũng phải mất tầm 3 ngày mới có thể đi để biết được toàn bộ hết được Ginza như thế nào. Phố Marunouchi này là buổi tối ban đêm thì những cái cành cây này sẽ trăng đèn lên và bật đèn lên trông rất là đẹp mắt, rực rỡ, lung linh trong màn đêm luôn.
đến khu phố Ginza hôm nay. Đến đây là có thể nói là chấm dứt được rồi. Đây là một trải nghiệm rất là hay ho dành cho giới thượng lưu. Nhất định một ngày nào đó phải kiếm thật nhiều tiền để đến cái khu phố này phải mua sắm thỏa thích. Không được nào tiết kiệm được, cái trên phố này không tài nào thể nào tiết kiệm được. Quá nhiều thứ hay ho tuyệt vời trên con phố này.